Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp và kênh YouTube Truyện Làng Ngọng thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 13 của bộ truyện Tiên Hiệp dài tập Độc Bộ Thiên Hạ, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc thể hiện Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy bớt chút thời gian nhấp like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate ủng hộ động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức đã được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự ủng hộ quan tâm của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, để không mất thời gian, mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục lắng nghe tập 13 Độc Bộ Thiên Hạ ngay sau đây. Tiếp theo phần trước, lại nói Thanh Hòe Lâu là tiểu lâu lớn nhất của Liễu Châu Thành. Tòa tiểu lâu này xây dựng ở một gốc cây thanh hòe có mấy ngàn năm tuổi. Một gian lâu các thanh nhã tọa lạc dưới các cành lá sum suê, đại khái có hơn 20 phòng. Thân cây bị mài thành cầu thang, người không tinh thông võ nghệ cũng có thể trèo lên được, quang cảnh cực kỳ thanh nhã. Trong lâu tương đối xa hoa, bên trong thành phú thương thường xuyên chọn mở tiệc chiêu đãi khách mời ở nơi này. Diệp Húc và Diệp Tần, hai người đi tới dưới tảng cây thanh hòe, lập tức có tiểu nhị tới đón tiếp, dẫn tới một gian nhã khác rồi ngồi xuống. Thiếu báo, thế giới bên ngoài to lớn, cao thủ rất nhiều, căn bản không phải là ngươi có thể tưởng tượng được đâu. Trong nhã khác, Diệp Tần uống vài chén rượu, nói lập tức nhiều lên, lắc đầu thở dài. Lúc trước ta rời khỏi Diệp gia, lúc đó từng cho rằng Diệp gia ta coi ta như là một hùng bá một phương rồi. Nào biết đâu tới bên ngoài rồi, mới phát hiện ra được rằng so sánh với mấy thế gia vạn đại truyền thừa mấy trăm ngàn năm, Diệp gia ta chỉ là một nhà giàu mới nổi, căn bản không thể nào so sánh được. Chúng ta nơi này được gọi là thiên tài, tới bên ngoài rồi chỉ được tính là bình thường. Điểm này ca đã thấy được rồi. Trên mặt của hắn lộ ra một chút chua xót, hiển nhiên bên ngoài phiêu bạt nhiều năm như vậy, trải qua không ít suy sụp. Tuy nhiên huynh đệ chúng ta đồng lòng, ta tuyệt đối tin tưởng Diệp gia ta sẽ không chút thua kém thế gia Đại Việt chút nào. Hắn tinh thần không chút suy sụp. Diệp Tần dường như một cây bảo đao. Hắn ở trong quân Tần ma luyện 4 năm, nhưng không những không kém đi, ngược lại khiến cho hắn càng thêm sắc bén, cảnh sắc lộ ra. Diệp Húc chưa từng bao giờ rời khỏi Qua Miêu Cương, đối với tình hình bên ngoài cũng không biết gì cả, không kìm nổi mà hỏi: Đại ca, vũ sĩ bên ngoài thiên tài thực sự nhiều như vậy hay sao? Những người ta gặp còn chưa được coi là thiên tài đâu. Diệp Tần mi phi sắc vũ mà nói: Chẳng qua bọn họ hiểu được càng nhiều, kiến thức rộng hơn, tu luyện càng thêm hệ thống, thực lực cũng càng mạnh hơn. Liễu Châu chúng ta cầm được một vu báo đã được xem là phương một phương cự bá rồi. Thế nhưng ở bên ngoài cầm một kiện vu báo rất là bình thường kìa. Trong quân đội Đại Tần ta có quân chiến xa, đó cũng là vu báo, có thể chở được 8 vu sĩ ở giữa không trung ngầm mầm bay qua. Những vu sĩ trong đó sử dụng vũ pháp oanh sát đối thủ. Diệp Húc trong lòng hoảng sợ, rồi lại sinh ra hứng thú đối với thế giới bên ngoài. Thế giới bên ngoài phấn khích như vậy, nếu cả đời chỉ ở lại Liễu Châu này chẳng phải là phí cả một đời hay sao? Hai người nói cười cười, Diệp Tần giảng dài một chút chuyện trong quân Tần. Diệp Húc cũng không có uống rượu, đại bộ phận đều bị hắn tống vào trong bụng, dĩ nhiên có chút ngà ngà say. Đột nhiên cửa nhã các đối diện mở ra, một thiếu nữ thanh xuân 16 tuổi, 17 tuổi nhô đầu ra. Nàng mang tới một cây gậy trúc, chống cửa sổ lên, lộ ra cánh tay trắng muốt. Nàng mặc quần màu lục, mái tóc đen nhánh như thác nước vắt xuống đầu vai, trông có vẻ cực kỳ dịu dàng, ít nói. Nhìn thấy Diệp Tần, thiếu nữ nao nao lộ ra một chút ngượng ngùng, xoay người lui ra, lại quay đầu liếc mắt đánh giá hắn một cái. Các tỉ muội, nơi này hoàn cảnh vô cùng tốt, thanh tĩnh mát mẻ, chúng ta thưởng thức một chút rượu ngon, kể chuyện thú vui khuya khắc nào, các muội thấy thế nào? Tinh tỉ, muội có mang một cây cầm tốt xuống đây, hôm nay có thể phong cảnh một phen rồi, tiểu muội đánh đàn, tinh tỉ có thể khoe giọng hát của mình. Hay quá, còn gì thú vị hơn đây? Trong nhã các đối diện, những thanh âm thiếu nữ mồm năm miệng 10 chuyển tới. Diệp Tần cười ha hả, hắn lên tiếng nói: Hóa ra là một đám ca kỹ. Thiếu bảo, chúng ta uống rượu dùng bữa thực cũng không thú vị cho lắm, không bằng mời mấy cô bé này khiến cho các nàng xứng một khúc cho chúng ta nghe. Diệp Húc nhấp nháy mắt cười nói: Đại ca, ngươi say rồi,
vài nữ nhân kia cũng là người đàng hoàng, không phải là ca kỹ đâu. Diệp Tần cắt ngang lời của hắn, cười ha hả nói, nữ nhân đàng hoàng sao? Sau khi nghe xong đưa cho các nàng tiền, không phải biến thành ca kỹ thì là cái gì? Dứt lời, hắn quát lớn một tiếng, lấy tay hướng ra phía ngoài chụp tới. Chỉ thấy nguyên khí của hắn phá tay mà ra, ở trong không trung hình thành một bàn tay dài chừng nửa mét, khoảng cách vượt qua hơn 10 mét, thăm dò nhập sâu vào cửa sổ nhã các đối diện. Tay hắn chụp tới, chụp thiếu nữ quần màu lục kia vào trong lòng bàn tay rồi rụt trở về. Trong nhã các đối diện lập tức chuyển tới từng tiếng thét chói tai của nữ nhân. Thiếu nữ quần màu lục chỉ cảm thấy hoa mắt, liền bị Diệp Tần bắt tới, cầm tới lầu đối diện. Tiểu nương tử, biết sướng khúc gì không? Diệp Tần trừng mắt, lờ đờ say nói. Thiếu nữ quần màu lục sắc mặt có vẻ kích động, lập tức định thần lại, tự nhiên hào phóng ngồi xuống cười nói. Hai vị Diệp gia thế huynh, nếu muốn nghe một khúc, sao không tới đối diện đi? Chộp tiểu nữ tới đây, có tổn hại tới thể diện hai vị thế huynh hay không? Những cô gái khác ở bên đối diện hô to gọi nhỏ nói. Không tốt rồi, Phương Tinh tỷ tỷ bị hai ác hán chộp đi rồi, nhanh đi thông chi cho người nhà tới cứu. Hai ác hán kia thật sự to gan lớn mật mà, ngay cả Phương gia nhị tiểu thư cũng dám động vào, xem bọn chúng chết như thế nào. Diệp Húc nghe xong lời này, âm thầm kêu khổ thầm nghĩ. Nữ nhân này là Phương gia nhị tiểu thư Phương Trinh, nếu bị Phương gia biết đại ca bắt nàng đến, chuyện sẽ lớn đây. Diệp Tần cũng nghe thấy tiếng những thiếu nữ kia đang quát tháo, lập tức tỉnh rượu hơn nửa, nhưng vẫn giả sai quát. Tiểu nương tử, biết sướng tướng quân lệnh không? Nếu không biết sướng thì cút xuống lâu đi. Hắn trong lòng âm thầm đắc ý, tướng quân lệnh là khúc hát trong quân, luôn luôn đều là những đại lao gia giống to mà sướng. Phương Trinh là một thiên kim tiểu thư, tất nhiên không sướng ra được, tự nhiên phải ngoan ngoãn xuống lâu. Nào biết cô gái kia khẽ mỉm cười, mở miệng sướng hát. Trên cao gió mạnh, tiếng địch trong trẻo nhưng lạnh lùng, mặt trời lặn trên sa mạc, trăng tàn đăng lên, ngày đêm nghe tiếng đả linh, trong mộng nhớ quê cũ. Thanh âm mặc dù ôn nhu nhưng lại có ý rất dõng dạc. Diệp Tần ngây người như phỗng, đợi một khúc sướng ca hết, lúc này mới đứng dậy, xá dài nghiêm nghị nói. Tần mỗ mới đừng đột mạo phạm, mong thế muội chớ trách tội. Phương Tinh cuống quýt đứng dậy, vén vạt áo không người chào, nàng cười nói. Người không biết không có tội, thế huynh không cần đa lễ. Diệp Húc nhìn hai người vẻ mặt có chút không thích hợp, vội vàng ho khan một tiếng. Diệp Tần bừng tỉnh giấc, Phương Tinh phục hồi tinh thần, xấu hổ vẻ mặt đỏ bừng. Đúng lúc này, tiếng người ầm ĩ vang lên bên nhã các đối diện, phẫn nộ quát lên. Là ai? Ai dám bắt nhị tiểu thư nhà ta vậy? Nhanh ra đây chịu chết đi. Phương Tinh vội vàng đẩy cửa sổ ra, thăm dò, nhìn thoáng qua cười nói. Hóa ra là Đông Phương thúc thúc, vừa rồi chỉ là Diệp gia thế huynh cùng ta đùa vui một chút, chưa từng có ác ý bắt ta, ta liền xuống dưới ngay. Quay đầu lại, nhìn Diệp Tần yên nhiên cười nói. Thế huynh, ta đi xuống. Trong mắt của nàng, chỉ có một mình Diệp Tần, đúng là hoàn toàn không nhìn tới Diệp Húc. Thật sự là một nữ nhân dịu dàng nhàn thục, tự nhiên rộng rãi. Diệp Tần cảm thán nói. Nhưng đồng thời, đây cũng là một cơ hội, nếu có thể đem hai người ở lại chỗ này, Diệp gia cũng sẽ không còn đủ gây lên sợ hãi. Có Chu Phương hai nhà liên kết, Diệp Tư Đạo cũng không làm gì được Phương gia. Diệp gia, hai vị thiếu gia, các ngươi đều tự mình lưu lại một cánh tay, dập đầu buổi tối có thể rời đi được. Phương Đông Dương điềm nhiên nói. Diệp Tần bật cười. Thiếu bảo, các ngươi bảo chúng ta lưu lại một tay kìa, ta sợ quá. Diệp Húc mỉm cười vâng vâng dạ dạ, lên tiếng nói. Ta sợ đau, chỉ bằng thay vì ta tự mình ra tay, các ngươi tới chém đi. Phương Đông Dương, chuyện vừa rồi đích thực là chúng ta không đúng, nhưng đã hướng Phương Tinh nhận lỗi rồi. Người muốn chặt bỏ bàn tay của hai huynh đệ chúng ta, làm gì có đạo lý đấy. Phải lưu lại một bàn tay, không bằng Phương gia các ngươi tự mình tới động thủ đi thôi. Phương Đông Dương sắc mặt âm u lạnh lẽo, tức giận tới phát run. Hai người này, kẻ xứng người họa, hiển nhiên không để hắn vào mắt. Hắn triển khai khí thế, khí huyết và nguyên khí tràn đầy trong cơ thể, giống như một vòng mặt trời cao, chói chang bao lại thân thể của hắn, tản mắt ra dáng vẻ bệ nghệ vô cùng. Người trẻ tuổi thật không biết trời cao đất rộng, nghĩ mình có thể trở thành vũ sĩ liền không kiêng nể gì ai. Xem ra hai vị thiếu gia của Diệp gia cũng là thiếu khuyết giáo dưỡng rồi. Cũng được, hôm nay ta thay mặt cha mẹ các ngươi giáo huấn các ngươi một chút vậy. Phương Đông Dương kéo áo choàng ra, đỉnh đầu nguyên khí bốc lên hóa thành một con rơi màu đỏ rực thật lớn, há mồm giống to, mắt thường có thể nhìn thấy sóng âm vừa sinh va chạm mà tới, nhưng lại không phát ra bất kỳ một âm thanh nào. Trong gian nhã các Diệp Húc ở, bát đĩa đều nổ tung tưng bừng, mảnh vụn bay đầy trời.
Sóng âm màu xanh chưa đi vào, Diệp Húc đã cảm thấy nguyên khí trong đan điền bị chấn động, gần như không thể khống chế được nữa. Ong một tiếng, hắn thúc giục Bạch Ngọc Lâu âm ầm chấn động một chút, nguyên khí loạn chuyển dừng lại, khôi phục khống chế. Huyết bức thập tam kích sao? Diệp Tần thì sắc mặt ngưng trọng, hoành thân che ngang trước người của Diệp Húc, từng đạo âm ba đánh trên người hắn, âm ầm nổ tung. Hắn nói: "Lão thất, ngươi không sợ chứ?" Loại âm công này chuyên môn nhằm vào nguyên khí và thân thể, khiến cho nguyên khí vạn loạn, nội tạng nổ tung, nhanh kiểm tra một chút đi. Diệp Húc nội thị toàn thân, ngoại trừ nguyên khí vừa rồi bị loạn một chút, nội tạng cũng không có bị hao tổn. Hắn lắc đầu: "Đại ca, ta không sao." Diệp Tần quay đầu lại, liếc mắt nhìn hắn, trong lòng kinh ngạc. Huyết bức thập tam kích là một loại vũ pháp ma đạo nổi danh lừng lẫy, từng là thành tựu xuất sắc nhất trong tay của Huyết bức lão tổ. Loại vũ pháp này có chứa thủ đoạn công kích bằng sóng âm rất hiếm thấy. Sóng âm công kích làm cho người ta khó lòng phòng bị, trong lúc vô ý sẽ bị chấn nát lục phủ ngũ tạng, đi đời nhà ma. Huyết bức lão tổ cũng là nhờ vào môn vũ pháp này mà hoành hành cả đời, đánh giết cướp của chung quanh, không nề hà một người nào cả. Diệp Tần cũng không có dự đoán được Phương Đông Dương không ngờ lại học được vũ pháp này. Trong lòng của hắn, Diệp Húc vừa mới trở thành vũ sĩ không quá bao lâu, tu vi còn thấp, quyết không thể ngăn cản được Huyết bức thập tam kích. Nhưng hắn lại không biết Diệp Húc tu luyện cửu chuyển nguyên công, thân thể mạnh mẽ vượt xa với dự đoán của hắn. "Không việc gì là tốt rồi, lão thất ngươi về nhà trước đi, ta sẽ đi bồi tiếp bọn họ." Diệp Tần ánh mắt chuyển lạnh, chăm chú nhìn vào Phương Đông Dương, trong lòng giận dữ. Hắn đã là cố nguyên thất phẩm vũ sĩ, mà Diệp Húc vừa mới trở thành vũ sĩ được có hơn một tháng. Phương Đông Dương biết Huyết bức thập tam kích không thể nề hà hắn, sử dụng vũ pháp này mục đích không phải là đối phó với hắn, mà là muốn Diệp Húc phải chết. Việc này không phải đơn thuần chỉ là giáo huấn một chút, mà là muốn giết bọn họ. Diệp Húc cùng hắn sóng vai đứng chung một chỗ, hắn cười nói: "Đánh hổ phải có hai huynh đệ, ra trận cha giáo con binh. Đại ca, ta đã không còn là tiểu mao đầu trước kia cần ngươi bảo hộ nữa rồi." Diệp Tần kinh ngạc liếc mắt nhìn hắn, đã thấy Diệp Húc không thấp hơn hắn bao nhiêu, mang theo một cỗ ánh khí phấn chấn bừng bừng. Đích xác hắn đã không phải là tiểu mao đầu cần chăm sóc khi xưa nữa. Diệp Tần rời đi ra 4 năm rồi, trong lòng vẫn coi Diệp Húc như đệ đệ trong trí nhớ của mình, không nghĩ tới lại khiến cho hắn bị tổn thương. Diệp Tần cười ha ha, hào khí ngút trời, cất cao giọng nói: "Được, hôm nay hai anh đệ chúng ta sẽ đối phó với cao thủ Phương gia." Phương Đông Dương trên mặt càng thêm âm trầm, hắn nói với hai tên vũ sĩ Phương gia sau lưng rằng: "Tốc chiến tốc thắng, giết thai bọn hắn, bất luận có hậu quả gì mình ta gánh chịu." Hắn bay ra khỏi nhà cát, đỉnh đầu con rơi vẽ cánh rơi xuống, giống như sau lưng hắn sinh ra hai cánh vậy, có thể lăng không phi hành. Diệp Húc ánh mắt sáng lên, lộ ra thần sắc kinh ngạc. Hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy có thể vận dụng vu pháp như thế này. Lúc trước ở dưới chân núi rừng Bách Man Sơn, Diệp Phó vì tránh né hắn đuổi giết, dùng ưng xà song kích dựng người trên không, có chút cùng loại với Huyết bức thập tam kích của Phương Đông Dương. Tuy nhiên Diệp Phó chỉ có thể bay ra 40-50 mét là cùng, liền không thể không rơi xuống đất. Hơn nữa, trên không trung không thể chuyển hướng được, chỉ có thể đi theo một đường đã định. Mà Phương Đông Dương thủ đoạn hiển nhiên càng tốt hơn nhiều, linh hoạt tới cực điểm, hai cánh qua lại giữa không trung, xét qua một đường cong, bay tới phía trên không nhã cát, ý đồ công kích từ phía trên. Diệp Tần hai chân chuyển động, ầm ầm đánh vỡ nóc nhã cát, bước chân hắn hạ xuống, giẫm nát không khí, phát ra thanh âm ầm ầm muộn hưởng, không ngờ một bước lên mây, thẳng truy đuổi theo Phương Đông Dương, tốc độ không chậm chút nào. Chiêu thức ấy của hắn lại khiến cho Diệp Húc có hiểu biết, nhận thức càng sâu về vũ pháp vũ sĩ. Võ đạo chỉ có thể chiến đấu trên mặt đất, mặc dù là tiên thiên bá thể cũng không thể lăng không phi hành, mà vũ sĩ loại thoát khỏi hạn chế này, không gian chiến đấu càng rộng lớn hơn, mặt đất không trung đều có thể làm chiến trường. Nhưng muốn làm một bước này phải có được tu vi cực cao, hoặc tu luyện ra loại vũ pháp giống như Huyết bức thập tam kích hay ưng xả song kích. Diệp Tần sở dĩ có thể một bước lên mây là bởi vì nguyên khí của hắn vô cùng thâm hậu, một cước dẫm xuống liền đem không khí giống như thực chất vậy, như đi trên đất bằng bình thường. Mà Phương Đông Dương có thể phi hành chính là mượn hai cánh rơi huyết dực biên bức. Ta còn không biết phải tu luyện bao lâu nữa mới có thể tới được trình độ như đại ca đấy. Diệp Húc nhấp nháy mắt, trong lòng cân nhắc nói: xem ra Diệp Phan tiền bối nói đều không hoàn toàn chính xác lắm. Giết một người đích xác chỉ cần một loại vũ pháp là đủ rồi, nhưng nếu như học được các loại vũ pháp khác, thủ đoạn sẽ càng nhiều hơn, phần thắng sẽ lớn hơn rất nhiều. Vũ pháp chủng loại rất nhiều, đều có chỗ thần kỳ cả. Đại đa số vũ sĩ lựa chọn tu luyện nhiều loại vũ pháp chính là vì để bổ sung chỗ thiếu hụt của vũ pháp. Diệp Húc thanh giao kiểu kích tuy rằng dũng mãnh, nhưng chỗ thiếu khuyết cũng cực kỳ rõ ràng.
So sánh với loại vu pháp huyết bức thập tam kích này, thanh giao cửu kích có vẻ thiếu khuyết sự linh động. Trong gian nhã các đối diện, Phương gia hai vị tu sĩ lướt nhau, nhất tề công tới Diệp Húc. Bọn họ quát lên: "Diệp gia thiếu gia, muốn trách thì trách người quá xuất sắc, hơn nữa còn sinh ra ở Diệp gia kìa." Tứ, hai người bọn họ đều là vu sĩ ngoại môn của Phương gia, một đặt tới bồi nguyên ngũ phẩm, người kia kém hơn một chút nhưng đã là bồi nguyên tứ phẩm, trái phải giáp công đồng thời thi triển ra vu pháp. Vu pháp của bọn họ cũng là một loại thuật hợp kích, tên là huyền vũ hợp kích. Trong đó một người đưa nguyên khí hóa thành huyền quy, còn người còn lại hóa thành đằng xà, đằng xà quấn quanh phía trên huyền quy, hướng Diệp Húc mà lao tới. Huyền vũ hợp kích là vu pháp công kích cùng phòng ngự một thể, cần hai người đồng thời thi triển. Nếu tu vi đủ thâm hậu, một người cũng có thể thi triển, tuy nhiên bọn họ hai người hiển nhiên còn chưa làm được tới bước này. Huyền quy kia chỉ cỡ một cái mặt bàn, bốn chân trắng kiện, quanh thân màu đen, đầu nhọn như mâu, miệng dữ tợn, mà thân đằng xà lại càng thêm hung ác, dài gần 2 trượng, cái cổ to như cái quạt, mồm mở rộng ước chừng có thể nuốt trọn được 2 thanh niên trai tráng trưởng thành. Diệp Húc nhìn thấy hai vũ sĩ dùng nguyên khí biến thành huyền quy và đằng xà, lớn thì lớn rồi lại có vẻ ảm đạm không đúng thật, hiển nhiên hai người này phạm phải sai lầm giống như Diệp Tử Manh và Diệp Phó rồi, bởi vì cầu toàn cho nên đã làm giảm đi uy lực của vu pháp. Tuy là như thế, huyền vũ hợp kích cũng không phải là thường nhân có thể chống cự được, cho dù là tiên thiên bá thể hay là vũ sĩ cùng cấp bậc khác cũng sẽ bị huyền quy nghiền nát thành thịt vụn, đằng xà xé thành mảnh nhỏ. Diệp Húc có tâm nhanh chóng kết thúc trận đấu, chẳng thèm để ý tới huyền vũ đang đánh tới chính diện. Hai dao long màu trắng như tuyết từ trong đan điền hắn chui ra, ngang nhiên gầm lên giận dữ, lao thẳng tới đối diện. Hai dao long đan xen vào nhau, bay lên trên không lao thẳng qua quy xà dị ảnh, đánh tới bên nhã các đối diện. Ong một tiếng, hắn đồng thời tế khởi bạch ngọc lâu, nguyên khí nhảy vào trong lâu, một cái lồng nguyên khí trắng như tuyết hạ xuống, giống như cái chuông lớn bao chung quanh thân thể của hắn. Huyền vũ hợp kích đánh vào trên cái lồng nguyên khí, phát ra một tiếng nổ lớn, nguyên khí tản ra bốn phía, làm cho nhã các nơi Diệp Húc đang đứng bị dập nát. Lồng nguyên khí dưới sự tấn công của huyền vũ hợp kích giống như sóng gợn kịch liệt run rẩy, nhưng thủy chung không có vỡ. Diệp Húc thoáng yên tâm, Diệp Phan truyền cho mình bí quyết này quả thực là có chỗ dũng mãnh. Song giao tiễn của hắn đã tới đối diện, cũng tạo thành cái kéo lớn, két một tiếng cắt mở gian nhã các đối diện. Thật là ngu si, một tiểu vũ sĩ vừa mới thăng cấp cũng đòi dùng vu pháp giết chúng ta hay sao? Huyền vũ hợp kích. Hai vị vũ sĩ ngoại môn Phương gia nhất tề cửa lạnh lại thi triển ra huyền vũ hợp kích. Thân thể vào bên trong huyền quy, đằng xà, làm hai người được vây trong nguyên khí, kín kẽ không chỗ hở. Huyền vũ hợp kích công phòng một thể, bất kể là công kích hay phòng ngự đều cực kỳ xuất sắc. Hai người khí định thần nhàn, lạnh lùng nhìn hai dao long màu bạch ngân đang bay tới. Hai dao long này vây lưng như đao, lần lượt đan sen cắt qua, xoẹt một tiếng, toàn bộ quy sắc của huyền vũ, huyền quy bị cắt đứt, từng tấc đằng xà bị cắt ra. Hai người sắc mặt kịch biến, lúc này mới biết là không ổn, đang định chạy trốn, thế nhưng làm sao chạy kịp đây? Hai dao long lần lượt đan sen vào nhau, hai người lập tức đầu một nơi, thân một nẻo, máu nhuộm thiên không. Nếu không phải có Diệp Phan tiền bối dạy bảo, ta mặc dù có thể giết được hai người bọn họ, chỉ sợ phải phí công một phen mới được rồi. Diệp Húc thầm nghĩ trong lòng, hắn thằng người dựng lên, đứng trên đỉnh cây Thanh Hòa, phóng tầm mắt nhìn lại, tìm kiếm tung tích của Phương Đông Dương và Diệp Tần. Tu vi Diệp Tần vừa mới đạt tới cố nguyên thất phẩm, mà Phương Đông Dương đã đạt tới dung nguyên nhất phẩm rồi. Kém tới 3 tiểu cảnh giới, 1 đại cảnh giới, chênh lệch không thể không lớn được. Hai người chênh lệch lớn như vậy, Diệp Húc trong lòng có chút không yên, Diệp Tần có phải là đối thủ của Phương Đông Dương hay không đây? Nhưng khi hắn tìm được bóng dáng của hai người thì lại kinh hãi thất sắc. Phương Đông Dương không ngờ lại bị Diệp Tần đè nặng gần như không còn lực đánh trả. Chênh lệch 3 tiểu cảnh giới và 1 đại cảnh giới trên người Diệp Tần dường như quá bình thường vậy. Hắn sử dụng một loại phương thức chiến đấu kỳ lạ, chỉ công không thủ. Tất cả vu pháp của hắn sử dụng đều xuất nửa chiêu, thí dụ như ưng xả song kích, hắn chỉ lấy ra ưng chảo, cũng không đem nguyên khí tiến hóa thành đầy đủ ưng xả. Thanh giao kiểu kích cũng chỉ lấy ra cái long thủ mà thôi. Diệp Tần sử dụng nhiều vu pháp nhưng hoàn toàn sử dụng không một vu pháp nào đầy đủ, toàn bộ đều là những sát chiêu lấy ra từ toàn bộ vu pháp, chỉ có công kích không có phòng ngự. Mỗi một cước một quyền của hắn đều có chứa linh hoạt sắc bén cực kỳ và công tới. Các loại vu pháp đoạn ngắn giống như tự động từ trong thân thể hắn chui ra, bức cho Phương Đông Dương chật vật đến không chịu nổi. Diệp Húc ánh mắt không khỏi sáng ngời, Diệp Tần đã sử dụng các loại vu pháp thành thạo tới cực hạn, bởi vậy mới có thể phân giải vu pháp tùy ý sử dụng chiêu thức bản thân muốn. Loại thủ đoạn công kích này hẳn là phương thức huấn luyện trong quân Tần, chỉ cầu sát phạt không cầu tự bảo vệ mình,
lấy tốc độ nhanh nhất, mạnh nhất công kích, xử lý đối thủ. Thử nghĩ trong thiên quân vạn mã, bốn phương tám hướng đều là vu pháp tấn công tập kích, làm sao có thể tránh né được đây? Bất luận là vu pháp phòng ngự gì, trong nháy mắt sẽ bị công phá sạch. Chỉ có thể sát phạt, xử lý đối thủ trước mới có khả năng sống sót được. Tất cả vu pháp chỉ xuất nửa chiêu, khiến cho tốc độ công kích của Diệp Tần cực nhanh. Các loại vu pháp liên tiếp đi ra, làm cho người ta không kịp nhìn. Phương Đông Dương tu vi cao hơn hắn 3 cảnh giới và 1 đại cảnh giới, nhưng luận kinh nghiệm chiến đấu, căn bản xa xa mới bằng được Diệp Tần. Hắn bị Diệp Tần đánh cho không còn sức trả đòn. Dưới cường độ tấn công của Diệp Tần, huyết bức thập tam kích của hắn chỉ có thể xuất ra nửa chiêu đã bị đánh tan. Áp chế, đây là áp chế gắt gao, khiến cho hắn có cảnh giới cao thâm thế nhưng lại không có lực thi triển. Việc này so với việc vừa rồi Diệp Húc giết chết hai vũ sĩ ngoại môn Phương gia kia còn muốn lợi hại hơn. Hai vị vũ sĩ kia dù sao cũng chỉ cao hơn Diệp Húc 1-2 cảnh giới, hơn nữa là vũ sĩ ngoại môn không có được chân truyền của Phương gia, mà Phương Đông Dương chính là chấp sự nội phủ của Phương gia, không chỉ có được chân truyền của Phương gia, hơn nữa cảnh giới còn cao hơn Diệp Tần. Tiểu cảnh giới thì đã đành, nhưng còn cách cả một đại cảnh giới, đó là một lệch trời, chênh lệch rất khó vượt qua. Diệp Tần lại đánh vỡ loại chênh lệch này, làm cho người ta phải rung động không gì sánh được. Đại ca trải qua chiến trường ở trong quân Tần nhiều năm như vậy, gia sinh vào tứ, thực lực đích xác thường nhân khó có thể tưởng tượng nổi. Diệp Húc trong mắt tinh quang chợt lóe, hắn thầm nghĩ, chẳng lẽ thế giới bên ngoài lại phấn khích như vậy, có thể làm cho một người trong 4 năm biến thành cao thủ hay sao? Hắn đúng là cảm thấy tò mò với thế giới bên ngoài Liễu Châu rồi. Thế giới vu hoang, đại quốc săn sát, chiến đấu giữa các vũ sĩ không bao giờ ngừng. Liễu Châu đối với thế giới bên ngoài mà nói, nó giống như một nơi thế ngoại đào viên, nhưng đồng thời cũng tạo nên cho vũ sĩ sự kiêu ngạo, ngông cuồng tự đại, rất ít giao lưu, vu pháp lạc hậu đi. Tam đại vu hoang thế gia nhìn như phong cảnh, thế nhưng kỳ thực trong khung của bọn họ đã rách nát từ lâu. Bọn họ không có đầy đủ hệ thống tu luyện. Ở trong Liễu Châu này có thể oai hùng, nhưng ra bên ngoài thì không chịu nổi một kích. Ví dụ như bí quyết lồng nguyên khí này, Liễu Châu chưa chắc đã không có người hiểu, nhưng là bọn họ chỉ coi trọng mình, không chịu dễ dàng truyền thụ cho người khác. Lúc trước Diệp Phan nói Diệp gia vu sĩ giống như một đám lợn, Diệp Húc trong lòng có chút không phục. Lúc này hắn kiến thức được càng nhiều, càng cảm giác được Liễu Châu bế tắc. Những thúc bá huynh đệ mình quả thực giống như lời Diệp Phan đã nói, vụng về như lợn vậy. Diệp Tần chính là một trường hợp đặc biệt. Ở Diệp gia lâu rồi chưa từng đột phá, tới thế giới bên ngoài 4 năm khi trở về bỗng nhiên nổi tiếng. Hắn có thể đánh cho Phương Đông Dương vu sĩ lão thành như này, hoa rơi nước chảy. Diệp Húc nghĩ tới đây, Diệp Tần và Phương Đông Dương đã chiến đấu phân ra thắng bại rồi. Phương Đông Dương không thể đuổi kịp tiết tấu chiến đấu của Diệp Tần, bị Diệp Tần dùng một chiêu công phá phòng ngự bẻ gãy hai tay của hắn, một cước dẫm nát mặt của hắn. Phương Đông Dương rơi từ trên không xuống, ầm ầm ngã xuống mặt đất. Diệp Tần vỗ vỗ tay, đi tới dưới tầng cây thanh hòe, ngẩng đầu cười nói: "Thiếu Bảo, chúng ta trở về." Diệp Húc từ trên cây nhảy xuống, nhỏ giọng nói: "Đại ca, sao không giết hắn vậy?" Người giết hai vũ sĩ kia đều là vũ sĩ ngoại môn của Phương gia, mà Phương Đông Dương là vũ sĩ hạch tâm của Phương gia, không dễ động tới hắn đâu. Diệp Tần nhỏ giọng cười nói: "Nếu ở vùng ngoại ô, ta sẽ giết. Nhưng nơi này là Liễu Châu, chúng ta còn chưa động thủ, liền có không biết bao nhiêu cao thủ âm thầm vây xem rồi. Nếu như ta động thủ giết hắn, vậy cao thủ nấp trong bóng tối của Phương gia tất sẽ ra tay ngăn trở. Người phải biết vì sao ta không kiêng nể gì chứ? Chính là bởi vì Diệp phủ ta cũng có mấy lão già đang âm thầm bảo hộ chúng ta. Nếu chúng ta gặp phải tình thế nguy cấp, bọn họ cũng sẽ ra tay. Tới lúc đó Liễu Châu sẽ máu chảy thành sông, bây giờ còn chưa phải thời điểm toàn diện khai chiến với Phương gia đâu." Hắn dừng lại một chút, đột nhiên trong đầu hiện lên bóng dáng Phương Tinh, sóng gợn một mảnh. Hắn vội vàng nói: "Thiếu Bảo, tu vi của ngươi không cao, thực lực lại không kém, không ngờ có thể dễ dàng làm thịt hai người kia. Ca ca ngươi lúc bằng tuổi ngươi, ngay cả vũ sĩ cũng không phải. Tiểu tử ngươi tương lai tu vi chắc chắn không thể tính toán được, ngay cả ta cũng không thể đoán được ngươi sẽ đi tới một bước nào nữa đâu." "Đại ca, ngọc lâu của ta chỉ có nhị tầng, chỉ sợ tới tam chân cảnh rồi tu luyện sẽ không lên nổi." Diệp Húc cười khổ, ngọc lâu của hắn tuy nói có thể trưởng thành, nhưng chạy đi đâu tìm nhiều vu bảo cho nó cắn nút bây giờ. Hắn còn một câu chưa nói, hắn tu luyện chính là kiểu chuyển nguyên công, ai biết môn tâm pháp này khi nào mới có thể tu luyện tới dung nguyên cửu phẩm, hóa nguyên khí thành vu nguyên đây, rồi mở ra bạch cốc lâu tầng thứ hai đây. Diệp Tần không chút để ý cười nói: "Ngọc lâu của ngươi chỉ có 2 tầng, cũng không chắc có thành tựu như vậy. Khi ta ở trong quân đội, đại quân tấn công thành Thanh Dương Quan, công lâu mà không được, tướng quân có mời một vị cao nhân ở bên ngoài tới. Nghe nói là một mũi cao thủ ma đạo đại phái. Tuy rằng chỉ có nhị tầng huyền hoàng ngọc lâu thôi, thế nhưng thực lực đạt tới tam đan cảnh đỉnh phong,
một thân vu báo, giàu đến nứt nỗ đổ vách ra. Dưới sự trợ giúp của hắn, lúc này mới công phá được Thanh Dương Quan. Sao? Nhị tầng Huyền Hoàng Ngọc Lâu lại có tu vi tam đan cảnh sao? Diệp Phúc trong lòng hoảng sợ, hắn nói: không phải nói Ngọc Lâu chỉ có thể cung cấp tâm pháp cấp bậc tương ứng thôi sao? Hắn nhị tầng Huyền Hoàng Ngọc Lâu cung cấp tâm pháp chỉ có thể cho hắn tu luyện tới tam chân cảnh mới đúng. Diệp Tần cười nói: trên lý luận đích xác là như thế, tuy nhiên Ma Đạo đại phái có môn phái nào không có hơn nghìn năm lịch sử đây? Vũ sĩ xuất hiện lớp lớp, những tiền bối tu luyện tới cảnh giới cực cao, tự tay lưu lại tâm pháp truyền xuống, đặt ở trong điển tàng của môn phái. Mặc dù tư chất người không đủ, cũng có thể dựa vào kinh điển tu luyện tới cảnh giới cao thâm được. Diệp Húc yên lặng gật đầu, xem ra tầm mắt của mình đích xác là vẫn quá nhỏ bé, không có nhìn thấy đủ loại thần diệu trên thế giới này. Diệp Tần tiếp tục nói: những Ma Đạo đại phái này giống như Vu Hoàng thế gia, thế nhưng mà quy mô lớn hơn, các loại tâm pháp, vu pháp lại càng thêm đầy đủ cả. Thậm chí ngay cả tâm pháp 9 tầng cũng lưu truyền xuống. Loại tâm pháp 9 tầng này đều có cái tên chung là cấm pháp, là thiên đạo tâm pháp đầy đủ. Cấm pháp ư? Diệp Húc thất thanh nói. Hắn trong lòng nhảy loạn. Phiến kim diệp trên cây thanh ngọc thần bí trong ngọc lâu của hắn, trên đó tải một bộ tâm pháp, chẳng phải kêu là tiểu chu thiên tinh đấu vi trần cấm pháp hay sao? Chính mình tu luyện chu thiên tinh đấu luyện khí thuật chính là tổng cương của cấm pháp này. Nghe nói cấm pháp bao hàm toàn diện, bao gồm luyện khí, vu pháp, luyện báo, trận pháp, nguyên đan, nguyên thai, luyện đan, rồi thì vân vân, đủ các chủng loại, cái gì cần cũng có cả. Diệp Tần nói tới đây không khỏi xuất hiện thần sắc hâm mộ, hắn cười nói: nếu có thể lấy được một môn cấm pháp đầy đủ, liền có thể khai tông lập phái, mở phủ lập quốc rồi, tự xưng là giáo chủ, hoàng đế. Nghe nói vị hoàng đế khai quốc Đại Tần chúng ta tư chất hơn người, đạt được một môn cấm pháp, từ đó về sau khai sáng Tần quốc, lập ra cơ nghiệp muôn đời không đổi. Diệp Húc nghe nói tới đó, trong lòng vừa hưng phấn, đồng thời cũng có chút thất vọng. Cấm pháp trong miệng Diệp Tần nói bao hàm toàn diện, mà tiểu chu thiên tinh đấu vi trần cấm pháp của mình chỉ bao gồm tổng cương chu thiên tinh đấu luyện khí thuật và một môn trận pháp, hẳn là một bộ phận nhỏ của cấm pháp tàn thiên mà thôi. Tuy nhiên, mặc dù là tàn thiên, thế nhưng cũng không phải nhỏ. Nó khiến tốc độ tu luyện của hắn hơn xa thường nhân, có thể thấy được bản đầy đủ của cấm pháp này thần diệu như thế nào. Được cấm pháp đầy đủ sao? Như thế nào thì có khả năng đây? Ta hiện tại vu pháp cũng chỉ có một loại, xem ra phải đi Bách Man Sơn một lần, săn bắt mấy yêu thú cấp tinh quái, đi tới vu khố đầu lấy một môn vu pháp phi hành vậy. Diệp Húc trở lại nội phủ, tới nhà mình, Tô Kiều Kiều lập tức xông lên, lông mày nheo lên, ríu ra ríu rít nói: thiếu gia, huyền minh chân khí của ta tu luyện tới lục trọng rồi. Nói thật, Diệp Húc đã bị làm cho chết lặng đi rồi, tuy nhiên cố gắng làm ra vẻ khuôn mặt khiếp sợ. Nhà đầu kia nhìn thấy quả nhiên có chút tự đắc. Kiều Kiều, hai ngày nữa ta muốn đi một chuyến xa nhà, ngươi ở trong nhà, nếu có người tới làm phiền, ngươi đi tìm đại ca của ta là được. Thiếu gia, ta cũng có thể đi chứ, hiện giờ tu vi của ta tăng lên rồi mà. Hiện giờ tu vi của nàng tăng lên, tin tưởng tràn đầy, nàng nói. Diệp Húc chỉ lắc lắc đầu, tuy rằng Kiều Kiều tiến bộ cực nhanh, nhưng vẫn là gà mờ. Đi Bách Man Sơn chính là chịu chết, làm món khai vị cho yêu thú mà thôi. Hiện giờ cũng không phải là Bách Man Sơn trong lễ săn thú. Khi đó có vũ sĩ tam đại thế gia liên hợp đuổi giết tinh quái trong núi, mà hiện giờ tinh quái bị đuổi đi cũng đã trở về. Diệp Húc chỉ có thể bảo vệ được mình. Nếu mang theo Tô Kiều Kiều cùng đi, hắn không đủ tin tưởng chiếu cố an toàn cho nàng. Sáng sớm hôm sau, Diệp Húc thu thập một ít lương khô cùng nước uống, hết thảy thu vào bên trong ngọc lâu. Diệp Phan truyền thụ cho hắn bí quyết thu vật vào ngọc lâu, đích xác có chỗ hữu dụng vô cùng. Trước đây khi ra ngoài, Diệp Húc đều mang túi chân lưng, mang lương khô, nhưng mang đi được rất ít, động thủ có chút không tiện. Mà hiện giờ muốn mang bao nhiêu đồ vật thì có thể mang bấy nhiêu, lại không ảnh hưởng tới thực lực của mình. Không biết Diệp Phan tiền bối còn khỏe mạnh hay không đây? Vị tiền bối này lòng lang dạ sói, xuống tay ác độc, thích giết người. Hơn phần nữa là không tới lương cực lương châu đã bị người ta hằng yêu trừ ma mất rồi. Thiếu gia, người đi ra ngoài vẫn nên mang theo vũ khí, miễn đừng gặp nguy hiểm. Kiều Kiều nha đầu kia mang theo hai thanh đại chùy màu cổ đồng nhét vào trong tay của hắn. Diệp Húc nhấp nháy mắt. Hai thanh đại chùy màu cổ đồng này chỉ là binh khí thế tục, thoạt nhìn uy mãnh, nhưng thực tế lại không có vẻ phần uy lực. Hắn làm sao có thể dùng được đây? Tuy nhiên không muốn Kiều Kiều phải lo lắng, hắn vẫn là cầm lấy. Thiếu gia, người đi ra ngoài không ai chiếu cố, cuộc sống ăn uống hàng ngày không bằng để nô tỳ đi cùng đi. Tô Kiều Kiều dương mắt nhìn hắn thu đại chùy cổ đồng vào trong ngọc lâu, vẻ mặt chờ mong. Diệp Húc vội vàng phủ quyết đề nghị này. Chuyện ngọc lâu của Diệp Phó bị phân giải vẫn còn rất mới mẻ, nếu hắn bất hạnh
Ai biết Kiều Kiều có thể bị phân giải theo hay không đây? Thiếu gia thật sự không mang theo ta sao? Nha đầu đáng thương hề hề, lã chã trực khóc. Diệp Phúc vội vàng đi ra phía ngoài nói: Nữ nhân thật là phiền toái quá đi, động một chút là nước mắt chảy xuống. Ngươi ngoan ngoãn ở nhà, chờ ta. Nếu ngươi có thể tu luyện tới tiên thiên, ta sẽ mang ngươi đi ra ngoài. Tô Kiều Kiều thè lưỡi, nhỏ giọng nói thầm: Thiếu gia không ngờ lại bạo mồm như vậy, phân nửa là học thói xấu của Chu thiếu gia rồi. Diệp Phúc đi ra ngoài Diệp phủ, hướng tới ngoài thành mà đi. Đột nhiên hắn nhìn thấy bên đường có bóng người quen thuộc, khẽ nhíu mày. Người vừa rồi hình như là đại ca, hắn sao lại ở cùng một chỗ với Phương Tinh như vậy? Chuyện này cũng không hợp lý, thật không hợp lý chút nào. Diệp Phúc trong lòng mơ hồ có cảm giác bất an. Phương gia và Diệp gia chính là kẻ thù truyền kiếp, tuy rằng không có tới trình độ như nước với lửa, nhưng hai nhà đều hận nhau tới tận xương tủy, hận không thể tiêu diệt đối phương. Tuy rằng hai nhà thường làm đám hỏi, thế nhưng cũng không phải là nhân vật trọng yếu trong gia tộc. Nhân vật trọng yếu chỉ có làm đám hỏi với thế gia châu quận khác mà thôi. Phương Tinh là Phương gia thứ nữ, tỷ tỷ của Phương Thần, mà Diệp Tần là con trai của phủ chủ Diệp Tư Đạo. Hắn là trưởng tử của Diệp gia, ứng viên đảm nhận phủ chủ, bởi vậy giữa hai người tuyệt đối không có cơ hội đám hỏi. Diệp Tần và Phương Tinh nếu thân cận quá, chỉ sợ bị Phương gia lợi dụng. Nghĩ tới đây, Diệp Húc vội vàng đuổi theo, ánh mắt quét nhanh đám người mà nhìn, nhưng không phát hiện ra bóng dáng của Diệp Tần và Phương Tinh, trong lòng không khỏi buồn bực. Chẳng lẽ vừa rồi ta nhìn lầm sao? Hắn nhăn mặt nhăn mày đi ra khỏi Liễu Châu. Đợi hắn đi xa rồi, Diệp Tần mới từ trong quán trà bên đường đi ra. Phương Tinh đi theo sau hắn xì cười: Thế huynh, đệ đệ ngươi vừa mới nhìn thấy, ngươi làm sao giống như chuột thấy mèo vậy, trốn đông trốn tây vậy? Ngươi không phải nói ngươi với Diệp Húc quan hệ rất tốt hay sao? Như thế nào còn sợ hắn như vậy? Ta ngược lại không sợ hắn, chỉ có điều đệ đệ này của ta tính tình cứng rắn, nhận định chuyện gì rất khó quay đầu lại. Hắn không thể gặp ta và nàng cùng một chỗ được. Diệp Tần cười nói: Hiện tại quan hệ của chúng ta còn chưa thể công khai được. Ai với ngươi mà hai chúng ta? Phương Tinh thẹn thùng thở một cái đi ra khỏi quán trà. Diệp Tần đuổi theo nàng cười nói: Thế muội, chúng ta nếu tốt hơn, chờ ta trở thành phù chú, ân oán hai nhà chúng ta sẽ được hóa giải, chẳng phải là sự tình vẹn cả đôi đường hay sao? Điều này cũng đúng. Phương Tinh ngẩn ngơ, đột nhiên tỉnh ngộ, vừa thẹn vừa giận: Ai với ngươi chứ? Diệp Tần cười ha ha. Phương Tinh khuôn mặt đỏ bừng mà nói: Ngươi nói ngươi có thể trở thành phù chú, chẳng lẽ không sợ Diệp Phúc huynh và ngươi tranh đoạt vị trí phù chủ hay sao? Diệp Tần sắc mặt nhất thời nghiêm chỉnh, nụ cười trở thành hư không, thản nhiên mà nói: Ta và lão thất thiên tư đều cực kỳ xuất chúng, bất kể ai làm phù chú đều có thể phát dương quang đại Diệp phủ được. Ta nếu muốn làm phù chú, lão thất khẳng định sẽ không tranh giành với ta. Hắn nếu muốn làm phù chú, ta cũng không tranh giành với hắn. Hắn thở dài một tiếng, nhớ tới một chuyện cũ khi còn nhỏ. Nhớ rõ Tết Thanh Minh năm đó, Diệp Tư Đạo từ nghĩa địa Diệp gia liệt tổ liệt tông trở về. Sau khi trở về, uống rất nhiều rượu, trước mặt hắn khóc đến hôn thiên địa ám. Diệp Tư Đạo say rượu nói bậy, năm đó vì tranh đoạt vị trí phù chủ mà giết rất nhiều huynh đệ đồng tộc, đến nay vẫn còn hối tiếc vô cùng. Nếu những đồng tộc huynh đệ này không chết, Diệp gia thế có thể đem Chu Phương hai nhà quét sạch khỏi Liễu Châu này. Đó là lần đầu tiên thấy phụ thân say rượu giống như tiểu hài tử khóc lớn vậy. Sau đó, Diệp Tần liền quyết định đối xử tử tế với mỗi một huynh đệ, tuyệt không đi theo con đường xưa của phụ thân. Thế muội, nơi này thật sự rất ẩm ĩ, không bằng ta đưa muội tới một nơi thanh tĩnh. Ta mang tới một cái cổ cầm, ta mặc dù bất tài, thế nhưng cầm kỳ thi họa đều tinh thông một phần, muốn lãnh giáo thế muội. Diệp Tần bỏ qua tâm tư mà cười nói. Phương Tinh cười lên tiếng: Cái này được, lần trước ngươi bắt ta đi ca hát, lần này ta phải đòi lại, ngươi phải hát cho ta nghe. Diệp Húc rời khỏi Liễu Châu, dần dần tiếp cận Bách Mãn Sơn. Đợi tới chân núi, hắn đột nhiên dừng bước chân, cười ha hả mà nói: Chu thiếu huynh, ngươi còn muốn đi theo ta tới khi nào đây? Gió núi thổi gợi lên lá cây rung động sàn sạt. Diệp Húc đợi một lát rồi nhíu mày nói: Chu thiếu huynh, ngươi chừng nào trở nên có đầu rút cổ như vậy? Trong núi rừng đột nhiên chuyển tới một tiếng cười to. Một thanh niên trai tráng mang râu cái nón từ trong núi rừng đi ra, hùng khí hiên ngang, cười gượng mà nói: Thiếu báo, thực sự là khéo léo mà, nơi này còn có thể gặp được tiểu tử nhà ngươi. Nghe nói ngươi cũng thành vũ sĩ rồi sao? Nghe nói ngọc lâu của ngươi mới chỉ là nhị phẩm bạch ngọc lâu phải không? Lão tử tháng trước đã trở thành vũ sĩ, đạt được thiên đạo kế thừa, ngũ tầng ba la diệu thiên bách bảo lâu, Liễu Châu độc nhất vô nhị, 10 phần chân kim. Ngay cả ca ca thiên tài của ngươi cũng kém ta kìa. Diệp Phúc nhìn thấy Chu Thế Văn tới khởi một tòa ngọc lâu màu đen, cao 5 tầng, tản mát ra một cỗ khí tức tối tăm. Ngọc lâu mái hiên lộ ra một ít bảo vật kỳ quái,
có kim châu, cổ trung, nghiên mực, ngọc, chuối ngọc, đủ loại như rừng. Luận tư chất, Diệp Tần đích xác là kém hắn. Diệp Tần Ngọc Lâu, Diệp Húc cũng chưa từng gặp qua, chỉ là bốn tầng, tăng địch nhiên đâu xuất thuyền Hoàng Lâu. So với Ba La Diệu Thiện, Bách Bảo Lâu thì kém hơn vài cái tiểu phẩm giai, một đại phẩm giai. Tuy nhiên nếu thực sự động thủ, Diệp Tần một đầu ngón tay cũng có thể bóp chết Chu Thế Văn. Bọn họ chênh lệch quá lớn, trong khoảng thời gian ngắn, Chu Thế Văn căn bản không thể đuổi kịp theo Diệp Tần. Thế Văn huynh vì sao vẫn đi theo ta vậy? Diệp Húc nhíu mày nói. Sao? Là người nào đi theo ngươi chứ? Chu Thế Văn cười nói. Ta muốn đi Bách Văn Sơn săn bắn, giết chết một ít tinh quái đi vu khố Chu gia, đổi vu pháp. Ai ngờ, trên đường đi lại gặp được ngươi. Quy củ của Chu gia vu khố và Diệp gia giống nhau, nghĩ muốn vào vu khố chọn lựa vu pháp, nhất định phải nộp lên tài liệu. Quy củ này sẽ không đổi vì đệ tử tư chất xuất chúng. Chính là Chu Thế Văn muốn đi vào vu khố học tập vu pháp, nhất định phải xuất ra cái giá gì đấy. Chu Thế Văn lấm la lấm lét nhìn đông nhìn tây, phát hiện không có người khác, đột nhiên liền cười nói. À thiếu bảo, chỉ có một người ngươi sao? Tên lão già Diệp Phan của Diệp gia ngươi không đi cùng hay sao? Diệp Húc cười như không nói. Thế Văn huynh tâm động sát khí sao? Chu Thế Văn nắm tay liếc lên kêu bang bang, đi nhanh tới hắn nhe răng cười độc ác nói. Thiếu bảo, ngươi đừng có trách, ai bảo Diệp gia các ngươi đột nhiên nhiều hơn một Diệp Tần đây? Các ngươi Diệp gia có được hai thiên tài, làm cho lão tử áp lực quá lớn, gần như không thở nổi. Nên tính xử lý ngươi trước đi, ai bảo ngươi yếu nhất đâu. Giải quyết được ngươi rồi, chỉ còn lại mình Diệp Tần thôi. Lão tử làm rùa đen rút đầu vài năm, ngay cả hắn cũng có thể giải quyết được. Diệp Phúc đánh giá bốn phía, nhưng thấy khoảng không vắng vẻ, đột nhiên cười nói. Chu Thế Huynh cũng đi một mình sao? Chu Thế Văn vội vàng dừng chân cảnh sắc nói. Ngươi muốn làm gì? Diệp Húc tiến lên trước một bước, đều nguyên khí hóa thành sao long màu bạch ngân từ trong đan điền bay ra, chân trước bám lên đầu vai của hắn, hung thần ác sát, sát khí bức người. Hai sao long hé miệng ngậm lại, trong miệng phát ra tiếng ầm ầm, nhe răng cười độc ác nói. Ngươi nói xem. Chiêu thức này Diệp Húc biểu hiện khả năng khống chế nguyên khí của hắn cực cao, khống chế sao long bắt chước thanh âm của người mà phát ra, còn bản thân mình thì không nói tiếng nào, có vẻ quỷ dị phi thường. Chu Thế Văn hoảng sợ vội vàng xua tay nói. Thiếu bảo, là ta đùa dẫn với ngươi thôi. Làm thật sao? Ta biết Phương gia hai vu sĩ đều chết trong tay của ngươi, làm sao lại động thủ với ngươi cơ chứ? Thế nhưng ta cũng không phải nói giỡn. Hai giao long gác lên hai vai của Diệp Húc, phát ra tiếng giống giận chít gào nói. Giết ngươi, chỉ còn một mình Phương Trần, áp lực của ta sẽ giảm đi nhiều. Diệp thiếu bảo, lão tử cũng không phải là quả hồng nhũn đâu, ngươi muốn bóp thì bóp đâu. Chu Thế Văn cất tiếng cười to, đột nhiên nguyên khí biến hóa, lưng sinh ra hai cánh, dương cánh bay lên, dừng trên một gốc cây đại thụ che trời, đứng ở trên cành cây, thân thể phập phồng. Đôi cánh của hắn khác với cánh của huyết bức, cũng không phải là cánh chim hay ưng xà, mà là một đôi cánh trắng như tuyết, chung quanh mơ hồ có phong lôi lực vận hành, dường như được tạo thành từ phong và lôi vậy. Thiếu bảo, ngươi tu luyện vô pháp thanh giao kiểu kích, lực công kích mạnh, vũ sĩ ngang cấp khó có thể đánh được với ngươi, nhưng lão tử cũng không kém. Cố ý tu luyện một môn tuyệt kỹ chạy trốn đây. Chu Thế Văn đắc ý rào rạt cười ha hà nói. Đây là phong lôi song sĩ. Luận tốc độ còn không có loại vu pháp nào vượt qua được nó đâu. Lão tử nhát gan, sau khi trở thành vu sĩ, vu pháp đầu tiên tu luyện chính là nó kìa. Tuy nói công kích hơi kém, thế nhưng bảo mệnh mới là thứ nhất. Lão tử muốn chạy trốn, ngươi đừng mơ tưởng mà đuổi được ta. Sao? Phong lôi song sĩ ư? Diệp Húc có chút bất đắc dĩ. Loại vu pháp này hắn cũng nghe thấy, nghe nói hai cánh dùng nguyên khí bắt chước phong lôi lực, tiến hóa hai cánh chấp động cuồng phong cuồn cuộn, lôi điện nở ra tốc độ cực nhanh. Chu Thế Văn tu luyện vô pháp này đích xác làm cho người ta không còn cách nào khác. Nếu hắn tu luyện phi hành vô pháp còn có thể thử một lần, hiện tại hắn lại không có điều này. Thế Văn huynh còn không xuống dưới, trên ngọn cây rất mát sao? Diệp Húc thu hồi giao long cười tủm tỉm nói. Hiện tại chúng ta có thể thương lượng một chút, cùng nhau tiến vào Bách Văn Sơn. Chu Thế Văn nhẹ nhàng thở ra, hồ nghi rồi nói. Ngươi không muốn gạt ta xuống dưới, đột ngột xuất thủ xử lý ta đấy chứ? Diệp Húc cười mắng một câu nói. Ta cho dù có thể đột ngột hạ sát thủ với ngươi, ngươi cũng có thể thong dong chạy trốn, cần gì phải làm điều thừa đây? Ngươi và ta đều mới trở thành vũ sĩ không lâu. Việc tới Bách Văn Sơn lần này rất nguy hiểm, tốt nhất là kết bạn mà đi. Thế huynh nghĩ sao? Ta cũng sớm có quyết định rồi. Chu Thế Văn theo ngọn cây hạ xuống, nhưng vẫn còn chút phòng bị, khoảng cách với Diệp Húc hơn 10 mét. Diệp Húc tính toán một chút, khoảng cách này không xa không gần,
vừa lúc có thể cho hắn thông dong thi triển phong lôi song xí chạy thoát khỏi thanh giao kiểu kích. Hiển nhiên thiếu niên nhìn như tăng thương này nội tâm bên trong cực kỳ khôn khéo giàu hoạt, không giống như bề ngoài trung hậu, lúc này buông tha ý tưởng tập kích hắn. Phong lôi song xí đích thực là một loại vũ pháp chạy trốn tốt nhất mà. Diệp Phúc tán thưởng một câu, trong lòng tính toán, nếu lần này có thể săn đủ tinh quái, ta cũng muốn chọn lựa loại vũ pháp này, chỉ có điều không biết bên trong Diệp phủ có phong lôi song xí này không thôi. Lúc bấy giờ Chu Thế Văn trong lòng cũng âm thầm cân nhắc một phen, hắn thầm nghĩ, Diệp thiếu báo luyện thanh giao kiểu kích đích xác lợi hại, lực công kích mạnh, vũ sĩ bình thường căn bản là không thể, lần này khi trở về ta cũng muốn tu luyện loại vũ pháp này. Hai người bọn họ, một bề ngoài văn nhược giống như thư sinh, một tục tằn như thổ phỉ, thế nhưng tâm tư cực kỳ khôn khéo tinh tế, rất nhanh ý thức được vũ pháp nếu có thể dùng một chỗ tiến được lui được càng hoàn mỹ hơn. Thiếu báo, ngươi tu luyện tâm pháp gì vậy? Tu vi làm sao tiến cảnh nhanh như vậy? Ngay cả ta cũng không theo kịp ngươi rồi. Chu Thế Văn vẻ mặt khâm phục hỏi, à, tiểu đệ tu luyện chính là pháp hoa luyện vu quyết. Ta lần thứ hai trở thành vũ sĩ, đạt được chẳng qua nhị tầng ngọc lâu, có thể có tâm pháp gì tốt được đây? Cũng may tốc độ tu luyện của pháp hoa luyện vu quyết cũng không chậm. Diệp Húc nhấp nháy mắt hỏi, vậy Thế Văn huynh luyện cái gì vậy? Chu Thế Văn khiêm tốn nói, thiện thiện nguyên thần đại pháp, môn tâm pháp này miễn cưỡng hơn được pháp hoa luyện vu quyết của ngươi một chút mà thôi. Tốc độ tu luyện cũng không mau, chẳng trách ta kém ngươi. Diệp Húc tán thưởng, thiện thiện nguyên thần đại pháp am hiểu là rèn luyện nguyên thần, tuy rằng tốc độ hơi chậm, nhưng vu pháp uy lực lại rất mạnh, Thế Văn huynh tương lai tất không thể nào mà đo đếm được. Làm sao, vẫn là kém so với Thiếu Bảo hiện đệ thôi. Hai người khách sáo quay đầu đi, đồng thời nhổ một ngụm nước bọt, trong lòng thầm mắng, mẹ kiếp, khốn kiếp, trong miệng tên này không một lời nói thật nào cả. Diệp Phúc nói hắn tu luyện chính là pháp hoa luyện vu quyết, còn Chu Thế Văn trong lòng tự nhiên cũng không tin. Pháp hoa luyện vu quyết tốc độ mặc dù nhanh, nhưng cũng không có nhanh quá, hơn một tháng cũng không thể nâng cao liên tục bốn cảnh giới được. Mà Chu Thế Văn nói hắn tu luyện thiện thiện nguyên thần đại pháp, Diệp Phúc lại càng không tin. Ngọc lâu của Chu Thế Văn phẩm bậc tương đối cao, cung cấp tâm pháp thiên nhiên là cực kỳ kinh người, xa xa vượt qua thiện thiện nguyên thần đại pháp. Theo trình độ ngưng tụ phong lôi song xí, Diệp Húc liền có thể phán đoán ra tu vi nguyên khí của hắn cũng không thấp như lời hắn nói, chỉ sợ cũng tu luyện tới bồi nguyên tứ phẩm rồi. Hai thiên tài của hai đại thế gia va chạm, kết quả không lừa được đối phương nói thật một câu nào, khiến cho hai người trong lòng có chút đè oải, đã không có tâm tư lục đục với nhau. Đáng tiếc công tử bột không có ở đây, nếu hắn ở đây thì náo nhiệt rồi. Chu Thế Văn thở dài một câu, cảm thán mà nói, Diệp Húc gần đây cũng không nghe thấy tin tức của Phương Trần, trong lòng không khỏi tò mò mà hỏi, Phương Thế Huynh gần đây có chút bận hay sao? Chu Thế Văn lắc lắc đầu nói, công tử bột này âm hiểm vô cùng, phân nửa nó đang bế quan khổ tu, đợi khi nắm chắc xử lý hai chúng ta mới lộ ra mặt kìa. Hai người kết bạn đồng hành đi sâu vào trong Bách Văn Sơn, đều tự tế khởi ngọc lâu, tản mắt ra khí tức trầm trọng. Yêu thú bình thường không dám đối mặt với hai người, xa xa bị dọa cho sợ chạy mất. Một đường đi tới, bọn họ cũng không gặp phải tình huống đặc thù gì, chỉ có đụng phải một trích cấu mù giết gào đuổi theo hai người. Tuy nhiên bước chân bọn họ cực nhanh, hơn nữa loại yêu thú cấp thấp này cũng không có hứng thú, rất nhanh bỏ xa con gấu mù này không thấy tăm hơi. Không quá lâu, Hắc Cộc Lĩnh đã ở trước mặt, đập vào mắt hai người là cỗ khí tức tiêu điều. Diệp Phúc trong lòng rùng mình, lúc này Hắc Cộc Lĩnh nguy hiểm hơn trước gấp trăm lần. Hiện tại Hắc Cộc Lĩnh không có tam đại vu hoang thế gia đuổi tinh quái đi, đừng nói là thập gia yêu thú, chỉ sợ tinh quái cũng rất nhiều, có thể nói là nguy hiểm trùng trùng. Tuy nhiên hai người đi vào Hắc Cộc Lĩnh, dọc đường đi cũng không gặp được bao nhiêu yêu thú cấp tinh quái, trong lòng không khỏi buồn bực vạn phần. Đừng nói là yêu thú cấp tinh quái, yêu thú bình thường cũng hiếm thấy. Thiếu báo, nơi này có một thi thể của yêu thú cấp tinh quái. Chu Thế Văn có chút phát hiện, vội vàng kêu lên. Diệp Phúc tới gần xem, chỉ thấy đây là một thi thể hổ yêu, còn chưa hoàn toàn biến hóa thành thân người. Trên người của nó vài nhúm lông vàng mọc dài ra, thi thể ngã dưới mặt đất, bốn phía núi rừng bị tàn phá thành một đống hỗn độn, cây đá vụn rơi đầy ở trên mặt đất. Hiển nhiên con hổ yêu này gặp phải đại địch, ác chiến với đối thủ một hồi, không địch lại mà bỏ mình. Cái chết của hổ yêu này có chút kỳ quái đấy. Diệp Húc chú ý tới thi thể của hổ yêu này, cổ có bốn lỗ máu, dường như bị cái gì đó hút khô máu mà chết. Hắn dùng lực xé ra, không ngờ xé toang cái da hổ, trong lòng không khỏi hoảng sợ. Cái gì vậy? Không ngờ có thể dễ dàng xử lý đầu mãnh hổ này.
Gia hổ đáng giá đừng có lãng phí đi. Chu Thế Văn không nói hai lời, lập tức rút đao găm ra, định phân giải gia hổ. Đao găm của hắn được rèn luyện từ tài liệu vu bảo, chế thành vu binh, sắc bén dị thường, thế nhưng không thể mở ra gia hổ, chỉ có thể lúng túng thu hồi dao găm. Diệp Húc khẽ mỉm cười, tới Ngọc Lâu thu thi thể hổ yêu vào. Hắn cười nói: "Thế Văn huynh, nếu vô phúc cường dũng, không bằng lưu cho đệ đi." Chu Thế Văn ánh mắt sáng lên, vội vàng nói: "Gia hổ có thể cho ngươi, tuy nhiên ngươi phải đem biện pháp Ngọc Lâu thu vật cho ta." "Ồ, truyền thụ cho ngươi cũng không phải là không thể. Thế huynh có thể dùng vu pháp phong lôi song xí này trao đổi." Diệp Húc cười nói. Chu Thế Văn lắc đầu như chống bỏi, nói rằng: "Nghĩ hay quá nhỉ, ngươi học xong phong lôi song xí, chỉ sợ lập tức trở mặt với ta mà xử lý ta kìa. Lão tử không có ngu như vậy." Đột nhiên sắc mặt hai người khẽ biến, vội vàng thả người dựng lên. Một con yến tử, chim én, màu bạch ngân từ dưới chân bọn họ lướt qua. Cánh sắc bén như đao, bám theo một cỗ thanh phong, xoẹt xoẹt rung động. Đây chính là vu pháp Tuyết Yến Phi Hồng. Tuyết Yến thật lớn, không thể chấm dứt được hai người, lao ra phía trước mấy chục thước, đem cây cối, nham thạch ven đường, tất cả chém ra làm đôi. Mặt phẳng hoàn chỉnh, vô cùng sắc bén. Có địch nhân. Diệp Húc cùng Chu Thế Văn trong lòng cùng toát ra ý nghĩ này. Tuyết Yến Phi Hồng là vu pháp dựa theo dị chủng yêu thú Tuyết Yến mà nghĩ ra. Tuyết Yến cũng không vô cùng hiếm thấy. Loại yêu thú này sinh hoạt bên trong cực bắc băng nguyên tuyết địa. Nó phi hành mau lẹ, hai cánh như đao, quanh thân nóng cháy như tuyết. Vu pháp này năng lực chém giết vô cùng xuất chúng. Hơn nữa cũng không giống như thanh giao kiểu kích, kim hủy đại lực thần thông vu pháp khó luyện. Bởi vậy rất nhiều vu sĩ chọn lựa Tuyết Yến Phi Hồng là vu pháp chủ tu. Tuy nhiên ở Liễu Châu này, số người tu luyện vu pháp Tuyết Yến Phi Hồng là cực nhỏ. Dù sao vu pháp của tam đại vu hoang thế gia cất chứa, mỗi một loại đều không thua kém Tuyết Yến Phi Hồng, thậm chí còn mạnh hơn. Tuyết Yến kia một kích không trúng, lập tức lộn trở lại, vọt tới sau lưng của hai người. Cùng lúc đấy, ở trong bìa rừng bên cạnh đột nhiên chuyển tới một tiếng hổ gầm. Một đầu mãnh hổ nguyên khí có đầu không có đuôi xuất hiện, mở cái mồm to hướng tới hai người mà đánh tới. Đây chính là vu pháp hổ khiếu khuyết. Một kích này phát ra, lập tức hiện ra vị trí của hai kẻ thù, vội vàng quay đầu nhìn lại, chính là hai thanh niên hơn 20 tuổi đang đứng cách đó hơn 10 mét. Tuyết Yến Phi Hồng cùng hổ khiếu khuyết đúng là từ hai người này mà ra. Bên cạnh hai người này còn có một người đàn ông trung niên, một thân hắc bào, kiêu ngạo, đứng một bên không động thủ. Trong tay của hắn chống một thanh đại đao, mũi nhọn hướng xuống dưới. Chuôi đao này có hình dạng cực kỳ kỳ quái. Chiếc đao sáng như tuyết, chuôi đao chỉ dài không tới một xích, thân đao dài 6-7 xích, lưỡi đao cong tới mức kinh tâm động phách. Ba người này trang phục không có giống như ở Liễu Châu, hơn nữa rất lạ mặt, hẳn không phải là vu sĩ Liễu Châu. Chung quanh Liễu Châu có nhiều quận châu quận như Việt Châu, Đài Châu, Vụ Châu, Trương Châu, Tuyển Châu, hết thảy đều thuộc vùng Miêu Cương Bách Man Sơn này. Trong những châu quận đó cũng có vu hoang thế gia tồn tại. Hai vị thiếu gia, vu pháp là như thế này, thiên hạ thủ vi cường, người xuống tay sau sẽ gặp họa. Giết hai người này luyện tập, sau đó chúng ta tiếp tục tìm kiếm tinh quái. Người đàn ông trung niên mặc hắc bào thản nhiên lên tiếng nói. Chu Thế Văn sau lưng đột nhiên mở ra phong lôi song xí, gào thét hướng lên khoảng không phía trước mà bay đi, kêu lên: "Thiếu bảo, người chống đỡ một lát đi, chờ ta đi tìm viện binh." "Chờ ngươi đi tìm viện binh tới, ta đã bị ba người này làm thịt rồi." Diệp Húc hừ lạnh một tiếng, cửu chuyển nguyên công ngang nhiên phát ra, thân thể lập tức khô gầy đi, làn da giống như da trâu ngâm nước vậy. Nó dính sát vào trong cốt nhục, một bàn tay to gầy như que củi chảo ra một tay trưởng của hắn biến thành màu bạch ngân, giống như là bạch kim, thiết chỉ rung động bong bong, răng rắc một tiếng đập nát cái đầu hổ. Lập tức dựng thẳng lại trưởng, đánh úp lại phía sau. Tuyết Yến đang lao tới bị bàn tay to của hắn chém ra làm hai nửa, bay qua người của hắn. Thân thể hắn vô cùng dũng mãnh, tay không có thể so với vu pháp, huống chi hai thanh niên này tu vi vu sĩ cũng không tốt lắm, chỉ sàn sàn như hắn với Chu Thế Văn mà thôi. Muốn phá vỡ được thân thể nguyên công tứ chuyển đỉnh phong, căn bản là không có khả năng. Diệp Húc rơi xuống đất thét dài lên, bước chân mở ra ngang nhiên phóng tới ba người. Nhị tầng bạch ngọc lâu tế lên trên cao, biến thành một quái vật 5-6 trượng lớn, ầm ầm đè xuống đỉnh đầu của ba người. Cùng lúc đấy, hai con dao long trắng như tuyết cũng từ đan điền hắn chui ra, một trái một phải lần lượt đan xen vào nhau, vây lưng như đao hướng tới ba người mà cắt ngang qua. Diệp Phan từng nói qua, nếu như lâm trận đối địch, nhất định phải vừa tiến lên đã sử dụng thủ đoạn mạnh nhất của mình, hạ thủ vô cùng tàn nhẫn độc ác. Điểm này Diệp Húc rất đồng ý. Bởi vậy, hắn căn bản không thèm hỏi lai lịch ba người này ra sao, vì sao phải giết hắn. Nếu muốn đẩy hắn vào chỗ chết, hết thảy đều là địch nhân cả. Bạch Ngọc Lâu hạ xuống, lập tức đem hai vu sĩ trẻ tuổi ép tới mức không thể động đậy, trong mắt hiện ra vẻ hoảng sợ.
bọn họ ra tay giết người chỉ là muốn thỏa mãn dục vọng giết chóc của mình. Thật không ngờ Diệp Húc lại mạnh mẽ tới như vậy, chẳng những có thể đánh tan hết thảy vô pháp của bọn họ, hơn nữa phản kích ý đồ đưa bọn họ vào chỗ chết, làm cho bọn họ không cách nào có thể ngăn cản được. Người trung niên hắc bào bóng dáng chật lóe đứng trước mặt hai người thanh niên cười lạnh: Người trẻ tuổi không hiểu biết tránh thoát được hai vị thiếu niên tập kích kia, không ngờ không chạy trốn còn dám phản kháng sao? Thật sự là dại dột không biết sống chết mà. Hắn dựng thẳng đại đao, chém trái chém phải, đỡ lấy song dao tiễn. Chuôi đại đao này lập tức run lên kịch liệt, phát ra từng tiếng rên rỉ trong trẻo, không ngờ bị cắt làm hai lỗ thủng to bằng nắm tay. Người trung niên hắc bào trong lòng khiếp sợ dị thường. Chuôi đao này hắn dùng tài liệu luyện chế vu bảo mà rèn thành, ngày thường dùng nguyên khí rèn luyện chắc chắn đến phi thường. Tuy rằng không thể sánh bằng vu bảo, nhưng đã hơn xa binh khí thế tục rồi. Loại vũ khí xen giữa binh khí thế tục và vu bảo được gọi là vu binh, là một loại vũ khí mà vũ sĩ tam nguyên cảnh thường xuyên sử dụng. Tu luyện tới cố nguyên kỳ, nguyên khí có thể ngự vật, có thể tế khởi vu binh, lấy thủ cấp địch nhân ở ngoài 100 mét. Không nghĩ tới vu binh của hắn hơi va chạm với long giao tiễn, lập tức bị tổn thất lớn. Hắn lần đầu tiên gặp được chuyện này. Người trung niên hắc bào có thể nhìn ra được tu vi của Diệp Húc cũng không mạnh, sàn sàn với hai vị thiếu gia của mình, nhưng không ngờ được vu pháp của thiếu niên áo lam này lại mạnh mẽ thái quá, ngay cả vu binh cũng có thể bị đánh tan. Cùng lúc đấy, Diệp Húc Bạch Ngọc Lâu cũng chấn áp xuống, khí thế khủng hổ lập tức ép cho thân hình hắn thấp xuống nửa xích, hai chân lâm thật sâu vào trong núi đá. Về phần hai thanh niên vu sĩ kia đã sớm bị khí thế của Ngọc Lâu phát ra ép tới mức nằm chặt xuống mặt đất không thể động đậy. Người trung niên hắc bào lúc này mới biết là đối phương khó gặm, đã phải tảng đá cứng rồi. Lúc này hắn thu lại tâm tư coi thường, phẫn nộ quát lên: Một tiểu bối cũng dám trước mặt Loan Mỗ mà múa rìu qua mắt thợ sao? Lên cho ta! Nguyên khí phóng lên cao từ đỉnh đầu của hắn, trong nguyên khí là một tòa tam tầng long độ phạm biến bạch cọc lâu, ngọc lâu trong suốt giống hệt như của Diệp Húc vậy. Hai tòa bạch cọc lâu ngang nhiên đụng vào một chỗ, Diệp Húc và người trung niên hắc bào đồng thời kêu lên một tiếng đau đớn, ngọc lâu đầu tự bay lên, tự tiến vào trong đan điền. Người trung niên hắc bào trong lòng khiếp sợ vạn phần, hai chân lâm sâu vào trong núi đá gần một xích. Hắn có ý đồ muốn đánh nát ngọc lâu của Diệp Húc, nhưng không dự đoán được tòa nhị tầng bạch ngọc lâu này còn nặng hơn trong tưởng tượng. Nó giống như một tòa núi lớn áp thẳng xuống dưới, hơi một chút liền có thể ép được long độ phạm biến bạch ngọc lâu của mình lùi về đan điền. Lúc trước ở bên sông Thanh Thủy, Diệp Phan đối mặt với bạch ngọc lâu của Diệp Húc, phong khinh vân nhạt một trưởng có thể đánh bay được ngọc lâu. Đó là bởi vì thực lực của Diệp Phan quá mạnh mẽ, mạnh tới mức Diệp Húc có cầm vu bảo trong tay cũng không làm cho lão bị thương mảy may được. Thế cho nên mới đánh bật lại được quy lực của bạch ngọc lâu. Mà người trung niên hắc bào này cách xa Diệp Phan cả vạn dặm, lúc này mới có thể nhìn thấy được uy lực của ngọc lâu. Nếu như tu vi và nguyên thần của Diệp Húc đủ hùng mạnh, chỉ dựa vào ngọc lâu có thể chấn áp được hắn. Mà ngọc lâu của Diệp Húc sở dĩ bị hắn đánh bay cũng là bởi vì nguyên thần của Diệp Húc còn xa mới chắc chắn bằng nguyên thần của hắn, tu vi cũng xa không bằng, bị nguyên thần của hắn đảo qua, nguyên khí va chạm liền đem nguyên thần trong ngọc lâu của Diệp Húc đẩy ra ngoài. Bởi vậy ngọc lâu mới không thể không bay trở lại vào trong đan điền. Người trẻ tuổi dừng tay! Chúng là vũ hoàng thế gia Việt Châu, người của Loan gia. Hai vị này là thiếu gia Loan gia, cũng không có ác ý. Người trung niên hắc bào trong lòng kinh hãi, biết Diệp Húc không phải nhỏ yếu dễ bắt nạt như trong tưởng tượng của hắn. Hắn vội vàng quát lên: Hiện giờ mới nói như vậy sao? Lúc muốn giết ta, sao không nói như vậy đi? Diệp Húc mắt điếc tai ngơ, gió xoáy giống như vồ tới trước. Hai tay của hắn một trước một sau chụp tới, nguyên khí dày đặc. Một bàn tay của hắn trong nháy mắt phủ đầy long lân trắng như tuyết, giống như những vảy này sinh ra từ trong làn da của hắn vậy. Từ xa nhìn lại giống như một cái long chảo, mà tay trưởng kia của hắn thì chui ra một cái đầu tam giác của dao long, thản nhiên rít gào hướng tới trung niên hắc bào mà đánh đến. Bất kể là long chảo hay là long đầu, tất cả đều là nửa chiêu của thanh giao kiểu kích. Tuy rằng chỉ có nửa chiêu, nhưng làm cho trung niên hắc bào kia cảm thấy uy hiếp vô cùng. Nó không chút thua kém với một thức mạnh nhất của thanh giao kiểu kích là song giao tiễn cả. Đây là thủ đoạn mà Diệp Húc học được của Diệp Tần khi Diệp Tần đối với Phương Đông Dương. Các loại thủ đoạn sử dụng vu pháp như hạ bút thành văn, không có một chiêu thức nào đầy đủ, nhưng lại đem dung nguyên nhất phẩm Phương Đông Dương đánh cho hoa rơi nước chảy. Từ khi đấy, Diệp Húc bắt đầu cân nhắc và làm thế nào mới đơn giản hóa vu pháp ứng dụng trong thực chiến. Lúc này gặp được vu sĩ Việt Châu, không hiểu sao lại kích sát mình. Hắn tính dùng những người này để luyện tập, hoàn toàn quen thuộc với kỹ xảo này đi. Khốn kiếp, xem ra không động thủ đoạn chân chính, ngươi lại nghĩ Loan Mỗ sợ ngươi sao? Hắc bào trung niên sắc mặt xanh mét, quỷ đầu đao trong tay đột nhiên bay lên, cũng là nguyên thần ký thác vào trong vu binh, nguyên khí nâng lên chém xuống Diệp Húc.
Cố Nguyên Kỳ, Nguyên Khí Ngự Phát. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập truyện của ngày hôm nay tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các tập tiếp theo.